你的方向，我也有我的方向，各有各每天上路找理想。搭上这路线巴士会载我去到终点，在路上每一寸片段流逝似烟。多少仗年天天相见，天似亮月，何日如愿？相见是缘，分也是缘，转眼便完。这世界里你与我似过客，匆匆穿梭来又回。能有缘相遇，心爱的另一半，相随相连，心灵贯穿，信守这份情缘。旅程不理走到多远，两人将来一同游历半生岁月走到尽。Cái áo này chắc rộng quá. Còn cái áo này... Má, chuyện gì vậy? Sao má lục hết quần áo con ra? Má chọn đồ cho con đó mà. Ngày mai con phải đi làm việc ở trên lầu 30 đó mà. Làm việc ở đó thì toàn là những người cao cấp không hả? Ai cũng mặc sang trọng. Má sợ con ăn mặc lèn xèn thôi. Qua wow, bình thường con cũng ăn mặc đẹp mà, đâu có lèn xèn. Má muốn còn đẹp hơn nữa mà. Nè, cái áo này coi có được không? Hồng hồng đỏ đỏ được lắm chứ. Wow, bây giờ phải đụng tới cái áo con đi party hả? Vậy sau này con mặc cái gì? Vậy thì sau này phải mua thêm vài bộ nữa. Chị mua cho tôi hả? Cảm ơn nhiều cho chị báo. Người ta kính trọng bề ngoài, kính trọng quần áo hơn là kính trọng con người. Đừng hữu xạ tự nhiên hương. Con của má từng làm việc nhờ cái thực lực của mình. Có thực lực cũng phải có bề ngoài nữa đấy chứ. Ê, nè. Chuyện gì? Con mặc áo đẹp đó hả? Cũng phải có cái túi xách đẹp để mà xứng với cái áo đẹp này chứ. Nè, mang cái này đi làm đi. Wow, cái túi xách này má hay đi party đó mà, má thích nhất đó. Con mặc áo đi party thì con xách cái túi xách đi party mới xứng với nó chứ. Cảm ơn má. Ý, má à, sao trong đó có hình ba với má vậy? Trả lại cho má đi. Ý, má à, sao má với ba chỉ có chụp một tấm hình vậy? Hồi đó cơm còn không có ăn, làm sao mà có tiền chụp hình chứ. Cũng may là hồi đó có người nước ngoài đến du lịch tới quê hương của mình, chụp cho ba má đó. Nếu không cả tấm hình này cũng không có nữa. Vậy hả? Tại sao tấm hình này lại chỉ chụp ở phía sau lưng vậy? Phải, má cũng không hiểu nữa. Hồi đó má cũng thấy lạ quá đi. Nhưng mà bây giờ lớn tuổi rồi, càng nhìn tấm hình thì càng thấy có ý nghĩa đó. Con không hiểu phải không? Con còn trẻ, khi con già thì con sẽ hiểu thôi. Con chỉ cảm thấy từ nhỏ tới lớn con chưa biết mặt ba, thật là không cam tâm. Sẵn ở đây con hỏi má nha. Ba chết sớm thì má sinh hai anh em con ra, má thấy con hối hận không? Con nói coi. Tất nhiên là không rồi, con với anh con lanh lợi và thông minh mà. Con sai rồi. Má sợ một đứa thì gả con ra, còn một đứa thì con biết cách làm ăn, hai đứa má đều phải lo hết đó. Biết vậy không sanh đôi còn hơn. Anh thiệt giỏi quá. Hey, số thiệt đen. Hey, còn nói đen nữa. Công ty cậu bên Thượng Hải đó là thị trường rồi. Phải rồi ha, người mình mà. Thêm nhường tranh 30 phần đi. Cảm ơn nha. Khó lên thị trường lắm cậu cũng lên được. Có phải chị Hoài Ngọc có nhiều đường đi hay không? Anh Long biết nói mà đâu cần tôi ra mặt. Hey, đâu có phải. Lúc người ta là MT ở đại học đi ngang đi dọc, em còn chưa tốt nghiệp đại học kia mà. Nhờ nhân sự thì chưa chắc được việc đâu. Quan trọng nhất là phải biết kiếm tiền cho mình chứ. Nếu không biết hay là biết cái đi một hai người thì cũng không có sao, cũng không tổn thất gì. Vậy cũng phải. Thật ra giúp được hay không cũng không quan trọng lắm. Khổ nhất là gặp những cái thứ người mà chuyên bán rẻ mình thôi. Mình thiệt may mắn vậy sao? Anh không may mắn gì đâu. Có em bên cạnh thì anh cái gì cũng gặp thuận lợi mà. Bên à, thôi thôi tối nay phải có quay phim không? Em đi trước đi. Tối nay em không làm việc. Anh kêu chị đi đi. Ao. Tiếp tục chơi. Ý, thùng phá sảnh. Thiệt là hên quá.
Nè coi đi. Em Thi, xem ra sắp sửa là thua đi hơn 1 triệu đồng rồi. Khi còn chưa chơi xong thì vẫn còn dịp để ăn trở lại. Tôi thua nổi mà, không nhầm nhò gì đâu. Mở bài. Alo, chiếc xe đâu đâu vậy? Đằng kia. Phải rồi, tùy em mặc gì cũng sexy hết. Anh bây giờ đang đi. Em gặp bạn gái một chút có được không? Gái như vậy mà cũng đem ra được à? Gái gì mà đem lên bàn được, gái gì mà đem ra được, mẹ còn chưa có biết nữa. Người ta đang ăn hết của mình rồi. Có gì đâu chứ. Mày nói cái gì chứ hả? Mẹ còn thấy người ta ăn hết của mình hay sao? Anh hay à, anh cũng có nói mà, khi chưa kết thúc thì chưa biết ai thắng ai thua đâu. Người mù cũng thấy được, con cá cát nó xử lý thằng Út rất tốt mà. Thế em nghĩ, không cần một tháng thằng Út sẽ chiếm được cô ấy, lúc đó chúng ta sẽ làm xui gia với nhà họ Tưởng. Mày biết Út suy nghĩ như thế nào? Cái đó thì em không biết, nhưng mình tạo nhiều cơ hội cho nó, nó không bao giờ từ chối. Trên cơ bản thì thằng Út không biết nói tiếng không. Tối nay không biết tôi làm gì nữa, cả đêm đều làm con cưng của các người. Cả đêm cũng thua cho tụi bay, nhất là chị đó nha, được phần lớn. Cảm ơn nhiều nha. Lần sau trả thù đi. Chắc chắn có dịp thôi. Jenny à, chị ở xa quá, để tôi kêu tài xế đưa chị về. Đâu có được. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Tôi sẽ gọi chị. Xém chút là quên mất. Diên Lan, để tôi chở cô ấy về. Coi kìa. Tôi về. Bye bye. Chào cậu. Về hả? Tôi về nha, bye bye. Bye bye. Con về rồi hả? Má, đánh bài rồi hả? Đánh xong rồi, mỏi lưng quá đi. Đánh chút nữa chắc bị gãy lưng luôn. Ngoà, nói tới ghê gớm như vậy, đánh ít lại chút đi. Mỏi cũng phải đánh chứ. Không đánh bài bây giờ thì sau này già rồi, chỉ ngồi xem tivi mà không đánh bài được, làm sao được chứ. Chết sướng hơn. Vậy tối nay má ăn được bao nhiêu? Hey, đừng có nhắc nữa, tối nay tôi là thần tài phân phát tiền. Một gia đình thua ba gia đình. Vậy thì má thua bao nhiêu tiền? Không phải vấn đề tiền mà là thua cuộc, làm cho tôi rất là bực bội. Hey, có người từ nhỏ tới lớn cái gì cũng thua hết mà. Má thích thua hả? Còn con thì thích ăn thôi. Cảm giác của việc thua thiệt là chán. Hey, thôi đi má à, bữa nay coi như là con chơi bài ăn được nhiều tiền. Nè con cho má nè, coi như là quà, đừng có giận nha. Thiệt là ngoan. Tụi bay coi đẻ con trai có tốt không. Đẻ được thằng con ngoan thì tốt. Ấy, chiếc này là của em Ti đó. Con thiệt là giỏi. Nè anh Long à, anh tới chơi bài với em thì vậy anh xem có đi hay không? Xem ít có đi chơi với tụi này lắm. Vậy thì đúng rồi. Nếu theo các anh á, chắc là bị các anh làm cho hư hỏng đó. Phải rồi, anh xem ngày mai sẽ bắt đầu làm trợ lý hành chính cho em. Nếu mà em biết được anh ấy chơi khuyên như vậy, em chắc chắn mắng anh ấy. Bây giờ tôi còn nói chuyện nữa. Bây giờ con lên lầu để chọn cái áo nào đẹp nhất để ngày mai đi họp với anh ấy mới được. Nè, excuse me, tự nhiên nha. Hẹn chi anh xem vui vẻ như vậy, thì ra sắp được ngày đêm bên cạnh Hoàng Châu rồi. Đừng có giống như người mẹ ham giàu thích đua đời, dạy cho đứa con gái cũng như vậy.
Tôi chỉ dạy cho con gái tôi đừng có giống như bà của nó vậy. Làm người phải mộng cao, đừng có bỏ phí sắc đẹp và tuổi thanh xuân của mình. Nhớ kỹ, đừng bao giờ cho người ta biết quan hệ với tôi và ông. Cứ yên tâm đi, việc đã qua tôi không nói với người ta đâu. Mong không cản trở mình đi phát tài. Xe buýt số 8. Quang Nghìn. Chào trưởng xe đẹp trai. Chào cô tiểu thư đẹp gái. Sao không nhận ra được em nữa? Ê, em đã leo cao rồi. Em của tôi đã là người cao cấp. Vậy bộ áo này thật sự là đi party đó, có được không? Đẹp tuyệt vời đó. Chị thì sướng quá, không cần chen với chúng tôi để giành cầu tiêu nữa. Không là thiếu giấy đi cầu nữa. Mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ, muốn đi giờ nào cũng được, sướng quá. Hai chị hâm mộ hả? Nếu có rảnh thì tôi sẽ mang giấy cầu đến cho hai chị. Nói phải giữ lời. Chào cô. Cô Loan An à? Tôi là giám đốc của bộ phát triển từ nguyên Thẩm Lâm Cường. Chào ông Thẩm. Tôi là chủ nhiệm cao cấp bộ hành chính Mạch Quốc Quyền. Dạ chào ông Mạch. Hy vọng từ nay về sau chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Dạ được. Chuẩn bị cho buổi họp hôm nay. Cô là trợ lý hành chính mà, những chủ đề tôi cần làm. Phải đó cô Lộ, chủ này để tôi làm được rồi. Vậy hả? Vậy tôi làm cái gì? Đọc kỹ phần nghị sự rồi cô xuống được rồi. À. Chào nha. Xin chào. Xem à, cô này là ai vậy? Sao thấy lạ mặt quá? Tôi nhớ ra rồi. Cô là người trợ lý hành chính mà anh Sam mới mướn về đó, có phải không hả? Dạ phải cô tưởng. Cái gì vậy? Bonjour, mademoiselle Chang. Que pensez-vous de notre proposition? Si les conditions sont très bien avec vous, nous avons le contrat prêt. Il y a un petit peu bleu. Sur le sac d'enquête de la taxi. Mais c'est quoi ça, mon gars? Moi, je connais ça. Hein? Hey, chào cô Hoàng Châu.
Wow, cô có nhiều quà Noel lắm đó cô tưởng. Hi, đừng có kinh ngạc. Khi tôi còn ở Thụy Sĩ đó hả, nhiều quà đến nỗi phải có xe vận tải đến để mà chở đó. Năm nay là năm thứ nhất mà, cô về Hồng Kông để ăn lễ Noel. Cô có nghĩ làm thế nào để ăn mừng? Hey, đâu cần hỏi nữa. Cô tưởng của tôi chắc chắn là mừng lễ chung với bạn trai của mình rồi đó. Bạn trai của tôi? Ây giờ, bạn trai của tôi có tới mấy chục người lận. Ai cũng mời tôi đi Christmas party. Tôi không biết phải chọn ai mới được đó. Mấy người cũng biết, người đẹp quá cũng có nhiều phiền não lắm. Năm nay công ty sẽ có tổ chức vũ hội Noel đó. Sao hả? Cô có hứng thú tham dự không? Để xem sao. Vậy xem cô muốn đi không? Em muốn lắm, nhưng mà chị nhãi cả. Xin lỗi nha, anh không nhớ em. Đâu lắm không gặp ai rồi. Quang Châu à, câu lạc bộ Quang Minh bình thường đi cũng có tổ chức party, cũng có nhiều người nổi tiếng dự. Thật ra thì em mới ra làm tổng giám đốc của Tưởng Tiền, em cũng phải nên ra tham dự các hoạt động của công ty. Thôi vậy nha, anh và anh nữa cũng có cái danh dự cùng em đi ăn mừng lễ Christmas. Đúng đó. Nè, vậy chúng ta có thể trao đổi quà hay không? Chắc chắn rồi. Tốt nhất là tôi cho xem trao đổi quà đó nha. Hả? Cô Lộ à, trong dặn trưa cô đi mua phần quà cho cô Tưởng nha. Vậy tôi đã tiền. Cảm ơn nhiều. Tôi biết rồi. Tôi có việc muốn tuyên bố. Chuyện gì đây? Cái gì ạ? Các người nghe rõ đây. Chuyện gì? Noel năm nay có một party rất là lớn. Các người nhớ tham gia nha. Mỗi người 500 là hơn. Đưa đây. Kinh tế hiện nay 500 đồng thì thiệt mắc quá đi. Lấy anh 500 đồng thì có nhiều cái hay đó. Kim Tiền Đức tôi đã kiếm được nhiều cô gái đẹp để đi chung với các anh rồi đó. Có thật không vậy hả? Thật rồi. Nè anh em à, các anh có nhớ năm ngoái không? Anh này cũng nói như vậy đó. Kết quả thì kiếm các bà thím hả, quét nhà phía sau để đi chung với mình. Ý tôi không nói như vậy mà. Nè nghe nè, năm nay đó có nhiều cô gái uống rượu rất là hay đó nghe. Uống rượu thật là giỏi nữa đó. Nhảy đầm cũng giỏi. Mấy người tin hả? Tôi đưa hình cho mấy người coi nè. Nè mọi người coi đi. Đừng có lo này, áo của mà. Ê nhà coi mày đó, có thể mà thất lễ với mọi người à. Sửa lễ cà vạt đi. Bây giờ vô này đẹp quá. Thì chưa cập tình á, bộ dễ chọn lắm hay sao? Thì đúng vậy rồi. Nè anh à, anh có đi không? Tôi đã tính phần của anh rồi. Đừng có hòng nha. Hai mấy năm về trước à, 10 đồng một cái vé tôi còn chưa có đi nữa. 500 đồng hả? Bây giờ giết tôi à, rồi mới khiêng tôi đi. Tôi sẽ giết anh và khiêng anh đi đó. Không thèm nói chuyện với mày nữa. Nè, Bình, còn anh thế nào? Nè, đừng có nhìn em, kìa em đi rồi. Anh có nói là anh sẽ hẹn với chị của em sao? Nếu được như vậy thì tốt. Thôi đi Bình à, đừng có hòng gần với cái cô đó nữa. Dưới thiên hạ, chỗ nào cũng có bông hoa tươi đẹp. Tùy anh muốn hái bông nào mà thôi. Anh không đi thì anh sẽ làm gì hả? Không lẽ tự mình mừng sinh nhật của mình hay sao? Làm ơn đưa tiền cho tôi đi mà. Bình à, có 500 đồng cũng tiếc hay sao? Nè đưa tiền đi mà. Không thôi vậy đi. Tôi tính rẻ cho anh là 7%. Ok. Được mà, trả tiền trước đi. Đưa đây. Nè, anh đưa tiền trước đi. Tôi tính lại cho anh sao? Gì? Anh cũng dành phần cho em rồi. Được. Nè, nếu đồng ý thì đưa 500. 500 hả? Phải. Tiền tôi để trong tủ, lát nữa đưa cho anh. Đúng rồi. Bình à, coi như anh trả giùm cho cô ấy. Hai người tự giải quyết đi. Nè, có chuyện gì vậy? Nói lại cho tôi. Đúng rồi, trả 500 lại cho anh nè. Thôi khỏi, từ từ đi mà. Vậy từ từ chứ, dù sao cũng phải mở tủ nha. Trả phần nửa trước đi. Phải, trả phần nửa anh có nhận hay không? Nè, lấy đi. Nhận thật sự? Nhận đi. Ok, tối đó tôi sẽ cùng với cô khiêu vũ mấy điệu. Cảm ơn nhiều. Ê, tối nay anh không có hẹn với ai sao? Thì tôi sẽ đi chung với các bạn đó. Tôi muốn nói là đi với bạn gái đó. Nghe nói anh sinh vào đêm Giáng sinh ha. Còn trên xe bus nữa kìa. Phải, thằng Mạnh Đinh Thường nói thằng Bình hồi nhỏ nó trong xe bus, khi mà thấy xe bus thì nín khóc liền à. Thật ra thì chuyện trên xe bus của tôi không còn bí mật gì nữa. Đúng rồi. Thì là mất cười. Đứa nhỏ của cô cũng rất ngoan ha. Ngoan lắm. Từ lúc có chị báo coi chừng nó càng ngoan hơn. Bây giờ ban đêm thấy đèn trên cây Noel chớp chớp thì nó biết cười nữa đó. Nó không ngoan lắm. Nhưng tôi nghĩ là tôi không thích hợp làm má người ta.
Khi tôi giữ nó không có ngoan. Không phải đâu. Tôi thấy cô là một người mẹ rất là tốt. Tôi cũng cảm thấy anh là một người cha rất tốt. Nó chơi hoài. Cái người của Nesten cũng là đêm Christmas. Năm nay tôi cũng muốn trở lại cái ba năm ngoái, để coi có gặp lại người đàn ông đó không. Tôi hiểu. Nhưng tôi lại quyết định không đi, tại vì nó không nhận ra tôi đâu. Ê, chuyện gì? Tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ nhận ra cô. Tại sao? Bởi vì thật ra cô đây cũng rất là đặc biệt. Nhân à, gần đây buôn bán ở tiệm thế nào hả? Kinh tế bây giờ đang xuống dốc, kiếm được có ít tiền thôi, cũng may mắn rồi. Em là người vợ mang hên lại cho chồng. Nếu không có em thì anh đâu có làm ông chủ được. Sao anh bây giờ vẫn là đầu bếp thôi? Phải rồi, uống trà đi. Em không uống đâu, bắt uống trà hoài. Uống trà hoài phải đi cầu tiêu, thiệt tình. Cái con đường già này hả, có nhiều lúc thái độ của nó rất là xấu. Chỉ có con mới chịu được nó thôi. Nó cũng được lắm rồi, ít ra nó cũng chỉ đánh con mà. Xem ra ông chồng tôi không có chọn nhầm con rể hả? Bà đó có ơn với con nhớ mãi không quên đâu. Bà của con thích con là người thật thà chịu làm, nên mới mướn con về thôi đó. Ai về lại đám cưới với đường già nữa, đó là do ba con làm mai đó. Ông nhận điểm sắm ông kêu đi, nhà dưỡng lão chuẩn bị hết rồi. Thấy với người già rất là vui vẻ, còn ráng làm thôi. Anh cho người đưa qua bển đi, vậy được. Ở trong cái xã hội này có một người tốt như con hả? Thật khó kiếm, hiếm có lắm, gần như tuyệt chủng hết rồi. Có của cho người ta thì tốt hơn người ta cho mình đó. Phải. Hồi trước dưới quê thiếu ăn hoài. Anh à, sẵn đây mới nói nha, ở dưới quê con còn người thân nào không? Không còn ai nữa. Vậy à? Con người của con thật thà quá. Đường già của má thật là có phước. Đâu có phải chứ. Thực ra con của má không phải là người thật thà như má tưởng đâu. Con rất sợ vợ. Một người chồng như con hả, thật là hiếm có lắm. Tôi còn tưởng là hôm nay cô không có thể giờ ấm con đi kiểm tra sức khỏe nữa. Nhưng sao cũng là má của nó. Nếu có rảnh thì phải làm những chuyện nên làm. Chị Bảo à, cũng hồi xuyên hả? Để tôi ấm cho. Nói thì nói nha, đứa bé này đâu có giống bà của nó không. Lần đầu tiên gặp có con có nhận ra được mình nữa hay không hả? Theo tôi thì chưa có chắc đâu. Tại vì người đàn ông á, không bao giờ để ý. Đừng có nói tới con bé nha. Thậm chí là vợ của mình á, không gặp một chút cũng không có nhận ra. Cũng đúng, đàn ông ai cũng nói vậy hết mà. Người đến dụng nhiên, quan trọng nhất là phải thân bằng thất tài và chết vợ. Cho dù nhận ra có bao nhiêu không ha. Phải rồi. Hai người mình thật là hợp với nhau. Dù cho không có đàn ông á, thì chúng ta cũng sanh được con đó. Hay quá. Rồi. Nè baby, nói cho con nghe nha. Cho dù gặp lại bà của con hả, má cũng không nhận đâu, biết chưa?
cái chuyện xảy ra lúc nãy. Đừng có nói cho anh em có thằng Bình biết nha. Tôi cũng là đàn bà, tôi hiểu. Yên tâm đi chị Báo. Nhưng hai anh em bình an, chưa biết là ba của họ chưa chết hả? Tôi coi nhầm đã chết rồi, tôi không bao giờ nhầm lắm đâu. Cô hãy đi đi. Ngồi thêm chút đi. Tôi không có sao. Hồi đó tôi mang bụng bầu xuống đây còn chịu nổi. Cơ cầu thế nào cũng qua rồi hả? Bây giờ con cái tôi đã lớn hết, còn có cái gì phải lo lắng nữa chứ. Tôi không có gì đâu. Ở thành rượu sớm tranh, phải dùng tiền để mà đút lót. Anh muốn Út làm tốt trong kế hoạch đầu tư về tài tưởng thiền đó. Thằng Út là một con bài lớn trong tay chúng ta. Em đã biết làm thế nào. Vào đi. Anh Tống à, vé máy bay đã đặt xong rồi. Cô Duyên sẽ đi buổi sáng, còn ông sẽ bay buổi tối. Cảm ơn. Anh hai à, anh phải có kế hoạch cùng với cô Hoàng Châu trong đêm Noel đi vũ hội. Phải rồi. Có cần em đi báo tên danh không? Báo cho kỹ hơn. Khi đi tới đó cô ấy không thấy tôi thì tự nhiên cô ấy sẽ biết mà thôi. Huống chi là cô ấy khi không được 500.000 quà Noel thì biết hay không biết cũng không có sao chứ. Anh nói em chưa có đủ già dặn. Tại sao anh nói vậy? Em biết không, vì em có trọng đàn bà quá. Em biết không một người đàn ông thành công nên để cái gì ở trên hết. Chính là tiền. Có tiền làm gì cũng được. Em sai rồi. Con bài lớn nhất của người đàn ông là quyền lực và tiền bạc. Nhưng người đàn bà phải chia cho hai đó. Thì còn biết có phải tài của tôi quá trắng quá mịn. Đồng hồ của ông đeo lên tay của tôi vẫn không thấy đẹp lắm. Đâu có phải. Ê, ông nói như vậy là nghĩa gì? Do tay của tôi không đẹp hoặc là đồng hồ của ông không đẹp? Ý của tôi muốn nói ngoài chữ đẹp ra không có chữ nào khác để hình dung cô tưởng được. Cho cầm chút cái này để tôi lấy cái khác cho cô coi. Vậy thì lấy cái kia đi. Hay là cái mâm này. Cái mâm này nè. Thôi thôi tôi không lấy cái nào hết. Mấy cái đồng hồ này hả, nhìn vào thật bình thường quá, nghe không được gì hết. Chỉ có mấy cái này là tốt hơn chút, khá hơn chút đó. Nè, anh thấy cái nào tốt hơn hả? Cái nào cũng tốt cả, lấy hết đi. Tất nhiên không được. Tôi phải giáo dục nó. Nhiều thì không có tác dụng đâu. Đồng hồ thì giống như là đàn bà. Nếu là tốt thì chỉ cần một cái. Cái trên nhất là tốt nhất. The top is the best. 小姐, 怎麼稱呼? 我姓盧的。 盧小姐,有什麼可以幫到你? 我隨便看看,行不行? 隨便看看。 這款是今年最新的。 個袋28,800元。 喂? 喂,宋先生啊? 我是盧安安啊。 是啊,怎樣啊? 我想問你今天叫我買的東西的預算是多少錢啊? 28,000元會不會貴得滯啊? OK的了,我現在安床電話,我不談了,OK? 拜拜。 喜歡看這個新款的,你看看。 都挺好的。 小姐,你又想買這個袋啊? 哦,不是,喜歡看你隨便看看。 那袋我要的。 盧小姐,不好意思啊。 Ngân hàng nói trang khách gọi cho lên mệt quá. Nè, trà tới, tới đây lấy đi. Chị ăn ăn à? Chị bao ăn hả? Không sao đâu, tôi bao cho các chị. Cảm ơn. Cảm ơn. Ôi dồ, ăn ăn à, bánh sandwich chị kia tôi mua đã quên lấy rồi. Chị có ăn trưa không? À, không sao đâu, tôi có bánh quy mà. Đi rồi. Xin lỗi nha. Quang à, cái bản báo cáo này của dịch giùm tôi. Được. Gặp đó. À phải, giấy tờ ACGN có còn giữ chứ? Ừ, dạ có. Ừ, đây nè. Cảm ơn. Không có chi. Cô đang ăn trưa hả? Ừ, dạ phải. Hôm nay mua quà bao nhiêu vậy? Cô đưa biên lai tôi đưa tiền cho. Ừ, xin lỗi nhầm Tống, tôi chưa mua được. Cô đi gần 2 tiếng, tại sao vẫn chưa mua được chứ?
nhớ cô cứ gọi hỏi tôi. Thật ra tôi đã chọn được hàng rồi, nhưng mà tôi không đủ tiền mua. Không đủ tiền à, tôi dùng thẻ tín dụng mà thôi. Tôi trả tiền lại cho cô mà. Ca tôi đã dùng tiền hết rồi. Mắc lắm sao? 20 mấy ngàn. Thôi vậy, thằng sẽ có đi với tôi. Ờ à, thưa ông, xin chào. Mua quà tặng bạn gái hả? Chào cô Lộ. Hồi trước cô chọn cái túi đó gì? Cái túi đó đó. Làm ơn cái túi đó cho tôi xem đi. Ờ, à, được được. Về đi. Hôm nay tôi chọn cái túi này, tại vì nó kiểu đẹp, màu đẹp, mà lại thực dụng nữa. Được, gói lại giùm. Ờ, à, về được. À, khoan đã. Tôi luôn khăn này, gói lại giùm tôi. Ừ, được. Làm xong mọi việc tôi cảm thấy rất thoải mái. À phải, tới giờ tôi phải về ăn cơm. Trả túi lại cho ông. Cái này tặng cô. Merry Christmas. Cô làm gì? Cái này như cô chọn mà. Túi sách này ông sẽ tặng cho cô tưởng mà. Túi sách này nó chỉ cũ thêm cái bớt cái, không có khác gì hết. Nhưng mà cô cần nó. Tôi tặng cô cái này rồi. Cô đó có gì nhà ăn cơm. Tôi mời cô đi ăn. Không dám làm phiền ông, không có thuận đường đi. Nhà cô đâu vậy? Tôi ở tướng quần áo. Thực ra là cô đi Mỹ. Cô còn biết đối xử với tôi nữa. Má tôi nói con người phải lấy siêng năng để đắp cái đần độn. Cô đâu đần độn. Nhưng tôi không xinh đẹp. Có thể là do tôi và anh của tôi là một cặp sinh đôi, cùng tuổi nhau, đã quen từ nhỏ tới lớn, chịu chuộng với nhau rồi, chứ không quen được người ta chịu chuộng. Anh của cô có là người gặp được trước không? Dạ phải, anh ấy lái xe bus rất tương tươi. Cô sướng thì cũng gặp thương vậy. Ông còn sướng hơn tôi chỉ có một người anh thương, còn ông thì được hai người thương. Hai người anh là giỏi như vậy. Phải ông Tống, hai anh của ông thế nào? Ok thôi, từ nhỏ tới lớn không có Mỹ. Năm gặp phải lần cuối cũng ok. Vui vẻ. Chúc cô năm mới vui vẻ. Anh hai. Sao anh hai chưa mở cửa? Mai là anh còn chưa có mở cửa. Nếu không má làm sao mà thấy được chiếc xe đẹp như vậy chứ. Cái gì đó? Cái gì đó? Cái gì đó? Rồi. Má đón taxi cho con rồi. Con kiếm gì đó? Má à, con mất cái passport rồi. Ôi dạ, ôi. Ê dạ, tôi chết. Con biết con có bỏ trong cái túi đồng phục của con hay không? Đồng phục con đâu? Ôi dạ, má đã đem giặt rồi. Nhưng mà đừng có sợ, má xuống lấy lại bây giờ. À, con mau gọi cho ông Tống đi, hỏi ổng coi có thể đi chuyến sau được không. À, má đi lấy liền. Chờ chút. Em đây. Bây giờ là anh đang họp. Chút nữa em gọi lại đi nha. Không phải đâu anh à. Em mất cái passport rồi. Chuyến đi sáng nay sợ không có kịp. Thì đi chuyến tối đi. Sợ không có chỗ. Không cần nữa. Anh chưa chắc là đi đâu. Anh cảm thấy cái chỗ này có một số vấn đề đó. Nên anh phải... À... Alo. Anh chưa chắc đi. Chưa chắc đi tại sao không thông báo cho em? Có phải là nếu em không mất cái passport thì em sẽ bay đi một mình.
Và ăn lễ bên kia một mình. Ăn lễ Noel một mình có vấn đề gì chứ? Em không cùng với anh đi ăn lễ Noel thì ăn lễ một mình chứ? Đâu có gì đâu. Trong thế giới của anh chỉ người đàn bà standby thôi, chứ không phải là đi standby đâu. Nếu em muốn làm người đàn bà của anh thì phải biết mình đang làm thế nào. Cô gái khờ dại, tốt nhất là cô chút xíu đi coi lại hộ khẩu trong ngân hàng. Vì anh đã để 500.000 đồng vào hộ khẩu của em rồi đó. Em mua quà Noel bao nhiêu thì chú mua thôi. Vậy cái cú điện thoại này là sai rồi. Tôi thấy là cái điều thứ ba tuyệt đối có vấn đề đó. Nè, cô thử cái ly gọi là tùy tâm sử dụng này tao coi, thử đi. Wow, cái thứ mà không chịu trách nhiệm như vậy bắt tôi phải thử hả? Thế nào? Chỉ một chữ, mạnh. Nhưng mà cũng đặc biệt lắm chứ. Bây giờ thông thường không có gì nói thì biết dùng cái chữ tương đối đặc biệt là dùng thôi. Được không? Được chứ. Được thì được rồi. Cô cũng thích thử cái mới hả? Dĩ nhiên. Hey, chào mọi người, xin lỗi nha, xin lỗi. Hey, nè, cho ly bia. Uầy, sao trễ vậy? Thử ly này đi. Phải, thử đi. Không thể không thử, tôi rất thử chung, chịu đi thôi. Không chịu trách nhiệm. Cái gì không chịu trách nhiệm vậy? Gì? Wow, anh không mặc đồng phục thì mất đi cái vẻ đẹp trai thường ngày ha. Hey, cô đừng nói với tôi là cô lái xe bus là vì cái bộ đồng phục thôi đó nha. Không biết đâu, nếu biết tôi sẽ nói cho anh biết. Sao anh lại thích lái xe bus? Có thể là vì tôi thích đi đây đi đó. Đơn giản vậy. Thực ra thì tôi rất là muốn giúp người ta, trông nom người ta. Tôi hy vọng rằng mỗi một người ngồi xe của tôi rất là vui vẻ và cảm thấy thoải mái. Cô có biết hay không, trên xe bus có rất nhiều người. Tôi cảm thấy là tôi có tinh thần trách nhiệm. Tôi nhất định phải là một tài xế tốt, vậy mới là một người hữu ích chứ. Có phải là tài giỏi hay không? Mà cũng có thể là vì tôi lớn lên ở trên xe bus. Có lúc những gì chưa thử qua thì không biết cảm giác ha. Cảm giác này đặc biệt lắm. Ê chị Hương. Hai. Hai. Chị Hai, không phải chị đi thì sẽ ăn lễ này sao? Không, ở đâu ăn lễ cũng vậy thôi. Tùy ở chỗ là ăn lễ chung với ai. Nhìn tôi làm gì? Bây giờ các người không quan nghênh tôi ở làm công ăn lễ sao? Đâu có chứ. Đưa đây. Đây là người đồng sự của anh Trinh Trinh. Đây là Kỷ Huy. Hai, tôi biết cô mà. Tại vì những người đẹp thì có nhiều người nhắc tới. Nè chị Hương à, tôi là có cái thẻ lên máy bay, tôi phải làm thế nào hả? Ngồi xuống đi, sắp hàng lên máy bay thì còn lâu mới tới phiên anh. Nè, tôi quên thắt dây an toàn thì sao? Nói quên không nghe. Dây an toàn không có, vậy cho anh có lấy không? Ây da, ây da, ây da. Tại sao lại xuống đây vậy? Christmas mà. Hả? Nhớ sắp tới cả birthday của anh, em xuống đây chúc mừng anh trước. Hả? Nè nè nè, đừng có uống nữa mà. Em uống nhiều, anh biết rồi. Hồi nhỏ em theo má đi vũ hội, má uống cái gì em uống cái đó, nhưng đâu có sai. Má em cũng có xảy ra chuyện gì chứ? Không tin em sao? Em không có sao đâu. Em chân thành đến đây để tặng quà Noel cho anh đó. Quà Noel hả? Là xe bớt hay là có một người đàn bà ở trong đó? Thì là dễ thương quá. Giỏi lắm. Wow. Em coi, anh đây có giống đại trinh thám hay không? Anh Bình à, anh có thể nói cho em biết, nếu em thật sự muốn sống chung thì anh có bỏ mặc em hay không vậy? Ê, em thì là khờ quá. Anh làm sao mà như vậy được? Anh có thể hôn em một cái.
có gì đâu. Tại vì em muốn thử cái cảm giác được người ta hôn thôi. Khó chịu rồi. Em vô trong kia lấy. Hello. Má sao rồi hả? Tím qua nói má với cái ông này ngồi đó mấy tiếng đồng hồ rồi mà không nói một câu nào hết. Tại sao vậy chứ? Ông ấy là một người gì? Thôi bây giờ đừng nói nữa, cứ xem đã. Sao lỗ mũi hai người này giống hệt như vậy hả? Từ giờ cái ông này là ai vậy? Không có khả năng ba của mình. Kêu là Lộ Tống Thu. Người nể trên tạp chí đã thấy qua rồi, có phải là tên này đâu. Má mày tùy tiện đặt tên cho ba của mày cũng được thôi. Hình như ông này cũng họ Lộ đó. Không có khả năng như vậy đâu. Má đã từng nói bà bị đè chết bởi tảng đá trong khi gánh đất đó. Không phải đâu, má nói là ba bị chìm xuống chết mà. Ba tụi bay chưa có chết đâu. Ba tụi bay là xấu tới chết thôi. Chú dám khẳng định? Má mày chưa từng nói với tao, nhưng mà có tình hình bây giờ chắc là ông này thôi. Chắc là ông rồi đó. Em sợ lắm. Đừng có sợ, có anh ở đây mà. Anh phải làm cho rõ sự việc bữa nay. Làm gì vậy? Ông là người gì? Tôi cảnh cáo ông nha. Ông đừng có quấy rầy má của tôi. Đừng có quấy rầy gia đình của tôi. Cái lỗ mũi cụ. Ông đừng tới gần tụi nó nha. Họ phải là sắp sinh tai gái không?